Hôm nay Chủ nhật, ngày 9 tây tháng 5, 2021. Đây là của Đài Mỹ. Họ báo cho mình biết về Top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới và trên nước Mỹ. Hiện tại ngay bây giờ trên thế giới số người bị nhiễm COVID-19 có 158.760.290 người. Số người bị chết vì COVID-19 trên thế giới hổng rài là có 3.302.449 người recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. Có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 136.261.730 người đã hết bệnh về Covid-19 trên thế giới. Còn đây là của Đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm Covid-19 trên thế giới hiện tại ngay bây giờ. USA hiện tại như bây giờ là đứng đầu về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 33.456.913 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người bị chết vì COVID-19 trên nước Mỹ hỏm rài là có 595.619 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 2.332 người bị nhiễm và 31 người chết. Ấn Độ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 22.602.596 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người chết bên đó hổm rài là có 245.256 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 306.685 người bị nhiễm và 2.858 người bị chết. Russia, nước Nga ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trên thế giới, có 4.880.262 người bị nhiễm COVID-19 bên Nga. Số người chết bên đó hậm rài là có 113.326 người. Trong vòng 12 tiếng hồ vừa qua, Nga tăng thêm 8.419 người bị nhiễm và 334 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới nước Anh đó. Có 4.434.860 người bị nhiễm COVID-19 bên Anh. Số người chết bên đó hổm rài là có 127.605 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Anh tăng thêm 1.770 người bị nhiễm và 2 người chết. Italy ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.111.210 người bị nhiễm COVID-19 bệnh ý. Trong người chết bên đó hợm rài là có 122.833 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ý tăng thêm 8.292 người bị nhiễm và 139 người chết. Germany ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới nước Đức đó có 3 triệu 523.190 người bị nhiễm COVID-19 bên Đức. Số người chết bên đó hổm ra là có 85.324 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Đức tăng thêm 3.940 người bị nhiễm và 72 người chết. Poland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 2 triệu 833.052 người bị nhiễm COVID-19 bên Poland. Số người chết bên đó hợm rài là có 70.012 người. Trong vòng 12 tiếng mùa hồ vừa qua, tăng thêm 3.852 người bị nhiễm và 147 người chết. Iran ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.654.811 người bị nhiễm COVID-19 bên Iran. Số người chết bên đó hậm rài là có 74.910 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 14.141 người bị nhiễm và 386 người chết. Mexico, Mỹ Tây Cơ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.364.617 người bị nhiễm COVID-19. Bình Mỹ trong người chết bên đó hổng rài là có 218.928 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, mệ tăng thêm 2.743 người bị nhiễm và 271 người chết. Ukraine ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.119.510 người bị nhiễm COVID-19 bên Ukraine. Trong người chết bên đó hổng rài là có 46.393 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 5.372 người bị nhiễm và 193 người chết. Đó là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Hiện tại ngay bây giờ nước Mỹ có 33.475.283 người bị nhiễm Covid-19. Số người bị chết vì Covid-19 trên nước Mỹ hẩm dài là có 595.811 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết, có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 26.438.449 người đã hết bệnh về Covid-19 trên nước Mỹ. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại California là đứng đầu về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 3.758.191 người bị nhiễm COVID-19 bên Cali. Số người chết bên đó hổm rài là có 62.303 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 546 người bị nhiễm và 28 người chết. Texas ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 2.919.317 người bị nhiễm COVID-19 bên Texas. Số người chết bên Texas hôm rài là có 50.880 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.020 người bị nhiễm và 21 người chết. Florida ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 2 triệu 269.806 người bị nhiễm COVID-19 bên Florida. Số người chết bên đó hởm rài là có 35.731 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 3.231 người bị nhiễm và 32 người chết. New York ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 2 triệu 120.947 người bị nhiễm COVID-19 bên New York. Số người chết bên đó hởm rài là có 52.969 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 2.225 người bị nhiễm và 30 người chết. Illinois ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 triệu 354.967 người bị nhiễm COVID-19 bên Illinois. Số người chết bên đó hởm rài là có 24.577 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 1.741 người bị nhiễm và 31 người chết. Trên nhà ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 triệu 177.967 người bị nhiễm COVID-19 bên Pennsylvania. Số người chết bên đó hổm rài là có 26.647 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 1.112 người bị nhiễm và 11 người chết. New Jersey ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 triệu 007.896 người bị nhiễm COVID-19 bên New Jersey. Số người chết bên đó hởm ra là có 25.801 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 339 người bị nhiễm và 11 người chết. Elzon nè, ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 868.830 người bị nhiễm COVID-19 bên Arizona. nè. Số người chết bên đó hổm rài là có 17.409 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 448 người bị nhiễm và 2 người chết. Indiana ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 729.716 người bị nhiễm COVID-19 bên Indiana số người chết bên đó hổm rài là có 13.418 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 905 người bị nhiễm và 13 người chết. Massachusetts ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm con 19 thiên trên nước Mỹ. Có 697.398 người bị nhiễm con 19 thiên bên Mass. Số người chết bên đó hổm rài là có 17.682 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 858 người bị nhiễm và 6 người chết. Virginia chi nhà, ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 666.650 người bị nhiễm COVID-19 bên vừa chi nhà. Số người chết bên đó hổm ra là có 10.895 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 539 người bị nhiễm và 10 người chết. Đó là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới và trên nước Mỹ.